khuẩn trong khoảng trống miễn dịch. Colos Baby với sữa non Colos IgG 24 giờ bổ sung lượng kháng thể IgG cao giúp con trở thành nhà vô địch miễn dịch. Colos Baby, miễn dịch khỏe, phát triển toàn diện từ bên trong. Viêm loét dạ dày, tá tràng gây đau nóng rát vùng thượng vị, đau có thể âm ỉ hoặc dữ dội từng cơn. Tá tràng đau lúc đói, nhất là lúc nửa đêm gần về sáng. Dạ dày đau sau khi ăn, nhất là khi ăn nhiều chất chua. Viêm loét dạ dày, tá tràng gây đầy hơi, chướng bụng, nặng bụng, ăn không tiêu, chán ăn, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, nôn mửa, nóng rát thượng vị, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ do bụng đầy, đau về đêm, bệnh dễ tái phát và ngày càng nặng. Thuốc đông y dạ dày nhất nhất điều trị hiệu quả viêm loét dạ dày, tá tràng cấp mãn tính, làm hết đau bụng, khó tiêu, đầy bụng, chán ăn, ợ, giúp hạn chế bệnh tái phát dạ dày nhất nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Mẹ ơi, mình để gì trong nhà bếp hả mẹ? Nhà bếp là phải có Quy Phúc. Phòng khách của Quy Phúc. Phòng ngủ của Quy Phúc. Sân vườn cũng Quy Phúc. Có Quy Phúc, nhà thêm hạnh phúc. Quy Phúc, tự hào thương hiệu quốc gia. Viêm mũi dị ứng gây nghẹt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi. Viêm xoang gây đau căng vùng má, hàm trên, hốc mắt, giữa trán, sống mũi, đau đỉnh đầu, sau gáy. Thuốc xoang nhất nhất thông mũi tiêu viêm, hỗ trợ điều trị viêm mũi dị ứng, hắt hơi, nghẹt mũi, sổ mũi, hỗ trợ điều trị viêm xoang, đau căng các xoang. Thuốc xoang nhất nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Từng hạt nêm chín su dây, từng hạt nêm chín su dây, ngọt thanh, ngọt thanh. Ngọt thanh mới với 5 lần xương hầm cô đặc, chuẩn vị ngọt thanh đặc trưng của xương hầm cho mọi món ăn ngon hài hòa. Và anh đã thích những món ngồi ngọt thanh và ngọt thanh đã trao cho hạt nêm chín su ngọt thanh mới gấp 5 lần xương hầm cô đặc. Chín su foods. Wow, xinh quá, phải cưới con này làm vợ. Tỉnh lại đi bạn. Chắc yêu mây tầng cao chưa biết phải làm sao. Compact bản lĩnh để đi lên, compact bản lĩnh để đi lên. Thêm bản lĩnh, học hết mình, làm hết mình, ngày sáng tối không ngại gì, rồi một ngày lên tầng cao mới, thành công ngay, năng động. Tỉnh lại đi bạn, mời đám cưới nhá. Nước tăng lực Compact, bản lĩnh để đi lên. TikTok, đầu quay tròn tròn tròn, ủ rũ mệt nhoài. TikTok, miệng thì ngáp ngáp ngáp, mắt nhắm mắt mờ. TikTok. Không muốn làm. Lờ đờ ẻo ải sau giờ trưa, hãy uống tăng lực vị cà phê Wake Up 247. Hương vị đậm mạnh từ tăng lực giàu năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tan ngay cảm giác lờ đờ ẻo ải sau giờ trưa. Wake Up 247, đập tan lờ đờ ẻo ải sau giờ trưa. Mẫu Xuân được bình chọn là sản phẩm nội tiết tố nữ tinh trùng số 1 tại Việt Nam. Mẫu Xuân hỗ trợ làm đẹp da, hỗ trợ cải thiện sinh lý, hỗ trợ giảm bốc hỏa, mất ngủ, suy giảm nội tiết, dùng Mẫu Xuân mỗi ngày. Chia khách hàng mua 2 Mẫu Xuân 50 cộng tặng ngay 20.000 và có cơ hội trúng nhiều phần quà giá trị khác. Bạn bị mất ngủ, không buồn ngủ, khó vào giấc ngủ, ngủ chập chờn, không sâu, thức ngủ nhiều lần, ngủ hay mê sảng, nửa đêm thức giấc trằn trọc không ngủ tiếp được, gần sáng lại ngủ, sáng dậy thiếu ngủ mệt mỏi, ban ngày ngủ gà ngủ gật. Rối loạn tiền đình gây chóng mặt, cảm giác quay cuồng, choáng váng, bồng bềnh, mất thăng bằng. Chóng mặt có thể xảy ra đột ngột khi ngồi dậy, đứng lên gây choáng váng, xây sẩm, đi đứng loạng choạng hoặc xuất hiện các cơn chóng mặt nhẹ dai dẳng mãn tính. Bạn bị đau đầu, đau nửa đầu, đau nhức đầu lâu ngày không khỏi, đau nhói có thể chỉ xoáy vào một điểm cố định như dùi đâm, đau có thể di chuyển giữa đỉnh đầu, trán, vùng mắt, thái dương, lan đến vùng chẩm, vai, gáy, đau tăng lên khi làm việc căng thẳng. Bạn bị suy giảm trí nhớ, chậm nhớ, chóng quên, thường xuyên quên những việc hàng ngày như ví tiền, khóa cửa. Đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do thiếu máu lên não, nên hướng điều trị mới hiệu quả nhất chính là thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não. Thuốc hoạt huyết nhất nhất tăng cường máu lên não, làm hết đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, làm hết đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, tăng cường máu đến các chi, làm hết đau mỏi tê bì chân tay. Hoạt huyết nhất nhất là thuốc điều trị. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng.
chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 19 tháng 9 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Chính thức sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng mục đích. Tạo việc làm để gia tăng thu nhập phù hợp với đặc điểm địa lý vùng miền, chìa khóa trong chiến lược giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Vương quốc Anh tổ chức tang lễ chính thức tiễn đưa nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sau 10 ngày quốc tang. Kiên quyết xử lý tình trạng câu view câu like trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần tạo một không gian mạng lành mạnh và an toàn. Thưa quý vị, chiều nay tại lễ trình quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhận thư ủy nhiệm của Nữ hoàng Anh, Tổng thống Hungary, toàn quyền.